nắng hạn, không biết lấy đâu ra nước để cứu cho cây trồng khỏi thảm cảnh cháy khô. Những vườn thanh long này đã bị người dân chặt bỏ. Chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng tình trạng chặt bỏ cây thanh long đang ngày càng nhiều ở Bình Thuận, nhất là với những hộ mới đầu tư loại cây trồng này chưa lâu. Người nông dân đang phải tự tìm cho mình những giải pháp. Thường mà cái này có được tính tầm như cầu, gọi là hoặc là tầm táo, hai chương trình đó ít cái đầu tư nó rất là nhẹ, nhưng mà cái lợi nhuận nó thì cũng như nó không bằng thằng thanh long, nhưng mà cái đó ít cái tốn hỗ tiền chi phí. Bình Thuận hiện có trên 26.000 hecta thanh long, tuy nhiên hệ thống thủy lợi chỉ đủ tưới cho 14.000 hecta, số diện tích còn lại người dân phải chủ động nguồn nước. Nhiều hộ dân có điều kiện khoan cả chục cái giếng hay đầu tư hệ thống tưới, nhưng hạn hán cũng đã khiến họ không có nước để tưới. Nhà chó như chính mấy ông đó là coi như cái dạng mà nhà có tiền mà bây giờ coi giếng nước cũng khô hết. Đầu tư trồng thanh long ồ ạt nhiều năm gần đây, cây thanh long ở Bình Thuận đã vượt quy hoạch đến 11.000 hecta. Tuy nhiên, hạn hán khắc nghiệt và các yếu tố giá cả thời gian gần đây đã khiến cây trồng thế mạnh này trở thành hướng đầu tư thất bại của nhiều người. Thì việc này sắp tới ngành nông nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương để rà soát lại quy hoạch trên cơ sở gắn với cái quy hoạch thủy lợi, đồng thời phù hợp với cái điều kiện biến đổi khí hậu để có cái hiệu quả cao nhất trong việc sử dụng đất và đem lại hiệu quả kinh tế cho người trồng. Quy hoạch thanh long trong điều kiện hệ thống thủy lợi chưa hoàn chỉnh, trong khi đó người dân lại ồ ạt trồng ngoài vùng quy hoạch, thiếu định hướng. Này gặp phải hạn hán, thanh long chết khô, dẫn đến phải chặt phát ở Bình Thuận là điều không mấy khó hiểu.